Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Hôm nay thì em làm cái video để thanh lý những chiếc đẩy công suất lớn, thì nói chung là với công suất là 450W một kênh, để các bác có thể nâng cấp cho những cái thiết bị ở nhà của mình, thay thế những chiếc âm ly với hình thức đẹp mắt, nhỏ gọn đấy và hiệu quả cao, tính năng hoạt động bền bỉ và một thương hiệu nổi tiếng. Thì trong những ngày qua thì bên cửa hàng em cũng bán rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều sản phẩm. Thì hiện nay có về thêm cũng rất là nhiều những sản phẩm tương đồng hoặc có thể lớn hơn. Cho nên là về cái hàng này về nhiều thì đẩy cái hàng kia đi, thì cái chuyện đấy là đương nhiên, cũng như là hàng mới về nó đẩy hàng cũ đi. Để một số lượng nó quá nhiều ở trong nhà thì thực sự ra nó tồn động nhiều nó cũng không thích. Đấy. Chính vì vậy hôm nay em sẽ làm video em thanh lý cho các bác một con đẩy mà trong những thời gian qua em bán cho rất là nhiều các bác sử dụng, rất là hiệu quả, an toàn, rất là ok, độ bền, tính năng cũng như là chất lượng âm thanh đều tốt cả. Đây, số điện thoại của em để các bác liên hệ cho em là 0969800985 để đặt hàng. Đấy, mọi người xem video cũng có thể là nhấn đăng ký để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Thì chi tiết cho một chiếc đẩy phải nói là không có gì đẹp hơn thực sự ra. Và đầu tiên mình nhìn vào một chiếc đẩy mà cảm giác mà nó có chất lượng hay không, bền bỉ hay không, hay hay không, thì đánh giá ban đầu luôn luôn là nhìn ở ngoài. Tại vì nó là, nếu mà như mà là đẩy mới thì cái nào nó mới nó cũng đẹp rồi, mình không nói. Đây là đẩy cũ, sản xuất cũng rất là lâu rồi. Các bác nhìn nha, thương hiệu Hackman này. Đây là những đường nẹp nhôm của nó nha, rất chi là đẹp, rất chi là xịn sò. Từng cái chữ các bác nhìn nhá, từng cái chữ hàng gần chục năm nay rồi vẫn nguyên nét những hàng chữ này, không phai mờ, không xước xác một dấu vết H05. Các bác có thấy không ạ? Kể cả những cái nước sơn của cái mặt lưới này, mặt thép bên trong vẫn không có vết nổ vỡ từ bên trong ra bên ngoài, độ bóng, độ lì. Các bác nhìn thấy chưa? Không một dấu vết nào mờ lì nhá. Đấy, 10 con như một luôn các bác ạ. Đấy là bên ngoài mặt trước. Còn bên hông thì sao? Mặt sau nữa thì các bác hãy xem Thắng Hoàng nha. Cái này vận chuyển cọ xác thì phải nhôm nó cọ nhau nó xước là chuyện bình thường. Bên ngoài và bên hông thì cũng như vậy rồi. Đặc biệt. Đấy, em đi kéo gần kèn kèn đấy, nhưng mà nó không xước sơn. Đây các bác. Đấy, cái này là keo dính thôi. Đây các bác nhìn này. Không có một dấu vết nào gọi là nó bị xước. Từng con ốc đang còn màu, 7 màu luôn. Đây là chiếc nắp. Thấy chưa? Phải nói là nước sơn nó cũng đã bền rồi, chứ đừng có nói gì đến chất lượng của linh kiện bên trong nữa nhá. Đấy. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Không có một dấu vết nào, đang còn nguyên đẹp từng con ốc một. Đấy. Các bác thấy không ạ? Tuyệt vời luôn. Thông số mà vạch tem QC đầy đủ nha các bác nhé. Hàng này hàng công ty nên các bác dùng cực kỳ an toàn. Đấy. Từng con số, từng nọ kia. Đấy, rất ok. 3.800W. Lỗ cắm Nutrix, chạm vặn loa đầy đủ luôn. Chế độ đánh chập kênh, linh tín hiệu. Chế độ đánh sâu xuống bát. Đấy, và cả chế độ tín hiệu lớn bé đầu vào. Bây giờ xin mời các bác xem theo dõi bên trong. Đây, bên trong đây. Đây là phần bo công suất. Đây các bác, bo công suất này nó chạy bằng tò Toshiba của Nhật nha. Tò Toshiba của Nhật rất chi là bền và chất lượng âm thanh cũng rất là tốt. Độ truyền dẫn của bán dẫn ở trong con sò này cực kỳ nhạy. Đấy, hoạt động tốt. Chính vì vậy cho nên những chất lượng này nó chạy rất là trôi chảy và bền bỉ luôn các bác ơi. Thiết kế này, keo kết từng đường vân nó đang rất là zin. Đấy. GVC 5532. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Bo mạch sáng quắc quặc nha. Đẹp, long lanh. Từng vết keo chưa bao giờ bóc ra. Đây. Đây là nhôm, chưa lau thì nó sẽ ố màu. Cái này không sao cả. Càng nguồn xung. Nguồn xung các bác nhá. Cái này là dạng nguồn xung và công suất là 450. 450. Thì các bác có thể đánh qua 30 rất là tốt. Đấy, đánh qua 30 rất là tốt.
Hệ thống xử lý tín hiệu đầu vào phía sau, hệ thống sử dụng đầu vào phía sau gần như đang còn rất là mới. Đấy. Cái này đây sản xuất này các bạn, đây sản xuất 18 tháng 3 năm 2010, còn bán ra lúc nào thì em không hay. Đấy. Có thể những sản phẩm người ta sản xuất ra cả lô rất là lớn, cũng có thể là bán trong năm hoặc có thể là bán năm sau. Đấy. Và hôm nay các bác sẽ được mua con đẩy này với cái giá không bằng một chiếc âm ly. Đấy, các bác có thể là tận dụng những chiếc âm ly của mình để xử lý âm thanh, hoặc các bác có thể là mua những con van để ghép với cái này cho nó đồng bộ, nó hợp, nó đẹp. Đấy. Con đẩy hôm nay em bán cho các bác với mức tiền cực kỳ rẻ nha, cực kỳ rẻ nha các bác nha, 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng. Đấy, bao ship cho các bác. Mọi nhu cầu, mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0969800985 để được tư vấn cũng như là đặt hàng. Xin cảm ơn và xin chào tất cả mọi người.